Dạ, cô Lê Nguyễn mến chào quý bà con nha. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của em Thanh Nguyên giao lưu hoa giới thành phẩm ghép những cái cây cẩm thạch rất là đẹp nha bà con. Đang ghép những cái cây những cái loại siêu bông, siêu hoa, dáng bonsai. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Anh chào Nguyên. Dạ em chào anh Liêm ha. Dạ em chào cô chú anh chị đang xem kênh Liêm. Dạ vườn em nay lên tiếp lô bonsai của chú anh chị. Đó. Ghép mấy cẩm thạch pin bát, cẩm thạch nhiều màu với lại một số cây ghép 7-8 màu ha cô chú anh chị. Dạ, để không mất thời gian thì em sẽ vô mã số 1, một cây cẩm thạch pin bát đang full bông anh chị. Đó. Rất đẹp luôn, dòng này bông nó rất là dễ thương luôn ha anh chị ơi. Dạ hoành 14 nè, hoành 24. Cao là 55. Tán bay là 60. Đó, đang bông rất là đẹp luôn anh chị ơi. Cây củ đế sạch sẽ ha. Đó. Bẻo bonsai nha. Ờ, cái dáng này cũng khá là dễ thương ha anh chị. Dạ rồi, mã số 1 em zalo của chú anh chị 800k nha. Cho mã số 1, một cây cẩm thạch pin bát. Rất là đẹp anh chị ơi. Cái màu hồng này quá đã luôn. Rất ngọt ngào luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Tiếp tục một cây pin bát nữa ha. Hoành là 27,5 luôn. Cao là 65. Tán là 60, cây này thì dáng chật anh chị, nó cũng có form tầng đồ khá đẹp anh chị. Đây, củ đế đây. Đó, mã số 2, cẩm thạch pin bát. 800k bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã số 2. Dạ, tiếp tục là mã số 3. Màu hồng này thì bông rất là đẹp, hoành 25, cao là 80 tới ngọn luôn, tán là 50 dưới ha. Cẩm thạch pin bát anh chị, mã số 3, củ đế nè, rất là quái luôn. Và mã số 3 này cũng 800 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Dòng cẩm thạch màu hồng siêu hoa nha bà con, cẩm thạch pin bát. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 4, cây dáng bài ha anh chị. Cái này thì em xả tàn nha, mã số 4. Cái này hoành 30 luôn. Cao là 55. Tán là 65. Đó. Cái này về cô chú anh chị mình có thể mình lấy mình khai thác bo được nha. Đó, bo cũng khá là ngon vừa ghép anh chị. Đó, đế nè. Dán bài đế khá đẹp nha. Mã số 4, em giao lưu cây này 700k nha anh chị. Cây pin bát dán bài mã số 4. Rồi tiếp tục là mã số 5. Tiếp tục là cây pin bát nữa cô chú anh chị. Mà hồng pin bát này quá dễ thương luôn, rất là đẹp anh chị ơi, hot cực kỳ ha. 28 hoành. Cao là 55. Tán là 70 luôn cô chú anh chị. Đó, cây này thì bo cũng rất là vừa ghép luôn. Đó, tàn còn rất là sung anh chị. Bông đang lên ha. Dòng này thì rất là siêu hoa nha. Hầu như là bông nó ra chiền nó ra hoài luôn anh chị. Và mã số 5, Zalo 700k luôn anh chị. Và tiếp theo là mã số 6, một cây cẩm thạch tím. Cây dù dây bonsai ha. Đó, cây bẻ dây anh chị. Hoành là 20. Cao là 75. Tán là 70. Dạ mã số 6 của chú anh chị, giao lưu của chú anh chị mình giá 650 cho cây cẩm thạch bonsai. Cây này rất đẹp anh chị, dáng chật ha, tàn rất là ấm luôn. Dạ tiếp tục là mã số số 7. Cây này rộ qua. Hoành là 25. Cao là 75. Tán là 70 luôn anh chị ơi. Đó, cây này thì cái dáng cũng rất là đẹp nha. Củ đế đẹp mà dáng cũng rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đó, mấy cái xanh xanh này là em xịt thuốc dưỡng nha. Nó chứ không phải là bị gì đâu cô chú anh chị. Nó xanh xanh đây nè, là thuốc dưỡng ha. Đó, cái dạng xương vàng tàn đó, cái dạng lá rất là mướt luôn. Dạng lá xanh dần luôn. Mã số 7 giao lưu cô chú anh chị mình 700k luôn. Dòng cẩm thạch tím này thì bông nó không bao giờ bị lỗi thời anh chị, bông như cái lá lên rất là đẹp. Dạ tiếp tục là mã số 8. Hoành là 26.
cao là 65 luôn. Tàn là 60 anh chị. Dạ mã số 8 này giao luôn của chú anh chị giá 600k. Cho cây cẩm thạch tím nha, 600k. Cây này một cây nữa là đẹp rồi anh chị. Vậy mình có thể mình dưỡng lại một hai cây nữa là tàn cực kỳ đã luôn. Dạ tiếp tục là mã số 9 nè. Hoành là 22. Cao là 60. Tán là 56. Đó, mã số 9 của chú anh chị. Cây cũng khá đẹp nha. Và mã số 9 này giao lưu của chú anh chị mình giá 600k luôn. Cho bộ đế nè, đế nơm khá đẹp. Rồi, tiếp tục em lên đây mã số 10. Cây cẩm thạch tím. Hoành là 24. Cao là 70. Tàn là 65. Cây này tàn rất là ấm rồi. À, đang cho nụ anh chị. Cây này hổm ra hết đợt bông rồi. Đợt này đang cho nụ lại. Vàng tàn rất là đầy đủ, tròn đều luôn ha. Dạ mã số 10 giao lưu của chú anh chị mình giá 700k. Rồi lên tiếp mã 11. Cây này thì tàn vừa đủ chơi nha. Nhỏ gọn ha. Nhưng mà cây thì rất là đẹp, dáng rất đẹp anh chị, dáng trực ha. Hoành 22. Cao là 65. Tán ngang là 56. Đó, cái dáng rất đẹp anh chị. Cây vừa chơi lắm nha. Dạ mã 11 này giao lưu của chú anh chị mình giá 600k nha. Rồi tiếp tục em lên đây mã 12. Hoành là 25. Cao là 75. Tán là 70 của chú anh chị. Đây bông nè. Bông này thì nó cái mấy cái bông già thì nó đang xuống anh chị, đang rụng ha, nó bắt đầu nó cho bông non lại đây. Bắt đầu đang ra bông non li ti lại ha. Dạ mã số 12. Đó, mã số 12 cụ đế cũng khá đẹp anh chị. Dạ cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 650 luôn. Cho mã 12. Rồi tiếp tục em lên đây cây siêu bông nhiều màu. Mã số 13. Hoành là 29 anh chị ơi. Cao là 60 nè. Tàn là 65. Mã 13. Cây này em ghép là cáo vàng là 1 nè. À, hồng tiết là 2. Đây tím lửa mới nè là 3 cô chú anh chị. Trắng tiết đây là 4 nha. Red Bia là 5. Đó, em còn ghép nhớ cây này là 7 màu lận. Nhưng mà bông hiện tại nó lên chưa đủ. Đây có tím tiết nè. Đó. Đây tím tiết bên đây, chính xác luôn. Cây này hiện tại là 7 màu. Đây Kayata nè. Đó. Cây này em ghép là không có vuột bo nào luôn anh chị. Em ghép nhớ em ghép tới 7 8 màu. Không có vuột bo nào luôn. Bao hàng cho mình 7 màu nha anh chị. Đó. Em đếm là em thấy 7 màu rồi đó. Mã số 13, 7 màu siêu bông ha. Dạ cây này giao lô cô chú anh chị giá 550 cho mã 13. Tán xum xê luôn anh chị ơi. Tại nó chưa lên bông gộ. Rồi tiếp tục em lên mã 14 đi. Ôi cây này nặng. Mã 14, cẩm thạch nhiều màu. Nhiều màu. Cây này thì hoành một cục luôn nè. Hoành ở đây 40 luôn anh chị ơi. Đó, 40 luôn. Rất là dữ. Cao là 60 ha. Tán ngang là 70. Tán thì xum xê nha. Đây có đỏ lửa là 1 nè. Trắng tiết là 2 nè. Hồng sen là 3 nè. Cam lửa. Cam lửa là 4. Còn một màu nữa, em nhớ cái này 5 màu lận. Tím lửa nè. Tím lửa nằm tuốt dưới đây nè anh chị. Đó. 5 màu ha. Quá khứ cây lùng lực nhưng mà nó bị chắc xe bị chạy cái đây anh chị. Em quét keo xử lý rồi.
hoành 40 mà bị chạy lỗ này ha. Cây này thanh lý cho anh chị mình chơi luôn, giá 700k luôn đó. Một cây cẩm thạch 5 màu, hàng này em bao sống cho mình luôn anh chị, tán gắt xum xê nha. Bị chạy đó hơi tiếc ha anh chị, chứ thật sự cây nếu không chạy giá trị rất cao nha. Hoành 40 khá to, lùng lực khá đẹp nha. Dạ mã 14. Rồi tiếp tục đây lên mã 15, cây tiểu Ấn Độ anh chị. Đó, đang bông luôn ha. Hoành là 18, cao là 80, tính tay giữa giữa này đi anh chị. Tán em đo sơ sơ 60 đi. Tán đang ra rất là sung nè. Đó, cây này về mình khai thác bo mình ghép cũng được, mà mình bo tàn lại cho nó tròn cũng được anh chị. Bông thì ra chuẩn màu luôn nha. Dạ mã 15 em giao lưu cô chú anh chị 370.000 cho mã 15 cây tiểu Ấn Độ ha. Rồi tiếp tục là mã 16, một cây trắng tiết. Trời ơi, nhanh nè. 16. Hoành là 14. Cao là 80. Tàn là 60. Đó. Mã 16 trắng tiết ha cô chú anh chị. Em giao lưu cô chú anh chị mình giá 330 cho cây trắng tiết. Rồi tiếp tục em lên mã số 17. Tím lửa ruby. Ruby tím lửa. Cái này cái tàn rất là dữ luôn anh chị ơi. Hoành là 19. Cao là 75. Tán là 70 luôn. Tán khá xum xê, bo ghép thì rất là già luôn. Bo ghép nó muốn liền da rồi anh chị ơi. Đó, full bông ha. Dạ cây mã 17 này giao lưu của chú anh chị 400k. Cây này về mình sang cái chậu nữa nè. Bộ đế này lên chậu nhìn lực lắm anh chị ơi. Đó, bộ đế này lên chậu là rất là lực luôn. Rồi, tiếp tục em lên mã số 18. Đỏ lửa. Đỏ lửa. Cây này cũng đang búp nụ rất nhiều. Hoành là 19 nè. Cao 80. Tán là 80 luôn. Đó, bông là 10 bữa nữa thôi là bông là đỏ gật luôn anh chị ơi. 10 bữa nữa là bông đỏ gật luôn. Dạ mã 18 này giao lưu cô chú anh chị 380.000. Bông ra quá đã luôn, màu đỏ này rất tươi nha. Rồi, tiếp tục là mã 19. Cây này ghép khá nhiều màu luôn. Hoành là 33. Cao là 70. Tán là 70 luôn. Để em đếm màu cây này coi. Hồng găng đây là 1 nè. À, hồng tiết là 2. Trắng tiết là 3. Tím là 4. Thái vàng anh chị 5. Đây thái vàng đây 5 nè. Đó có trắng lửa nữa 6. Thái đỏ đây. Đó đọt đỏ ao. Thái đỏ nữa 7. Cái này là thái trắng phớt hồng nha anh chị. Là 8 ha. Chưa hết đâu. Còn màu này là đỏ lửa là 9. Tiểu Ấn Độ 10 màu. Quá khứ luôn. Cây này 10 màu. Cây này mà cun tàn lại cho nó lật một cái nữa thôi là quá phê luôn anh chị ơi. 10 màu ha. Quá dữ luôn. Dạ mã 19 này, cây 10 màu này giao lưu cô chú anh chị 550. 10 màu anh chị, quá dữ. Rồi, tiếp tục là mã số 20. Cây này cũng khá là nhiều màu luôn đây. Hoành là 27. Cao là 80. Tán phỏng phỏng thôi, 70 ha anh chị. Rồi điểm lửa, điểm màu nè. Trắng lửa là 1 nè. Red da đỏ là 2. À, trên đây là có hồng lửa là 3. Đây trắng tiết anh chị là 4 ha. Modugin. Modugin là 5. Hồng găng 6. Rồi, cây này hiện tại là 6 màu anh chị. Tiếng có đó. Tiểu Ấn Độ nữa là 7 nè. Đó, cây này 7 màu anh chị ơi. Rất rã luôn nha.
quá trời màu luôn, 7 màu, mã số 20 giao lưu cô chú anh chị giá 500k. Dạ rồi, cuối cùng em lên một cây mã 21, cây cẩm thạch nhiều màu nè, cây này củ đế coi nè, mã 21 đó, củ đế nhìn rất là uy tín luôn anh chị ơi, 34 hoành, cao là 70, tán ngang hiện tại là 65. Cây này có cẩm thạch đỏ lửa nè anh chị, cẩm thạch đỏ lửa 1, cẩm thạch cam lửa đây là 2, cẩm thạch tím lửa, ruby tím lửa là 3, 3 màu cẩm thạch lửa nè anh chị, milo ba tít là 4, hồng găng trăn trâu là 5, hồng sen là 6 và trắng tiết là 7. Đó, cây này thì được 7 màu cẩm thạch, khá là hot luôn anh chị ơi. Cây này nếu mà mình đi một đợt cơi, nếu bông nó sẽ ra gộ, sẽ ra một lượt nha anh chị. Đó, những mặt bông này sẽ ra một lúc luôn. Dạ, mã 21, 7 màu cẩm thạch, giống khá là hot anh chị. Rồi, cây này giao lưu cô chú anh chị giá 800k cho cây 7 màu cẩm thạch. Đặc biệt có cây này thì có 3 màu lửa đủ bộ, bông lên khá đẹp anh chị, bông thì ra chuẩn ha. Dạ rồi, cũng là mã số cuối cùng của clip, em cảm ơn cô chú anh chị mà đã xem hết clip ạ. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyên, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ.